tháng 11 năm 2018, Liên đoàn cờ Việt Nam cùng câu lạc bộ Kiện tướng Tương Lai phối hợp tổ chức giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 tranh cúp Kiện tướng Tương Lai năm 2018. Đến dự và động viên cho giải, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía khách mời: một, bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc hội. Hai, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Ba, ông Đào Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Bốn, bà Nguyễn Thị Anh Thư, Tổng Thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam. Năm, ông Lưu Đức Ngải, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam. Sáu, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Về phía các nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu: một, bà Vũ Hà Vi, đại diện SE Credit, trưởng phòng quản lý thương hiệu và thiết bị chiến lược. Hai, bà Hồ Phương Lan, giám đốc điều hành trung tâm tiếng Anh EU. Ba, ông Nguyễn Xuân Hoàng, đại diện Học viện Đào tạo Công nghệ EduSense. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu: một, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn cờ Việt Nam khóa 6, đại diện tướng quốc tế Bùi Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ Kiện tướng Tương Lai, trưởng ban tổ chức giải. Hai, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn cờ khóa 6, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Ngọc, tổng trọng tài của giải đấu. Đến dự giải đấu hôm nay còn có các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước với gần 97 đơn vị tham gia, đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 1.179 vận động viên đến từ khắp các đội tuyển của các tỉnh thành như đội tuyển cờ vua Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên,